Vào lúc 14 giờ 12 phút ngày 18 tháng 4 năm 2021, nhiều nam thanh niên đi xe máy đã ngang nhiên chặn các ô tô đang lưu thông trên đường Trường Chinh, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh để tập dượt đua xe. Vụ việc được camera hành trình của một ô tô đi đường ghi lại. Sau đó vào khoảng 15 giờ 45 phút cùng ngày, trên đường Nguyễn Văn Linh hướng từ khu chế xuất Tân Thuận đi đường Nguyễn Thị Thập, khi vừa qua giao lộ với đường nhánh dốc cầu Tân Thuận thuộc đường Nguyễn Văn Linh, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, khoảng 200m, cũng xuất hiện hàng chục quái xế ngang nhiên chặn đường ở làn xe lớn để so kẻ tốc độ. Toàn bộ vụ việc đã được một người đi đường sử dụng điện thoại quay lại. Vụ việc cả hai nhóm thanh thiếu niên ngang nhiên chặn đường đua xe và tập dượt đua xe, sau đó được đưa lên mạng xã hội Facebook khiến người xem vô cùng bức xúc. Liên quan đến vụ đua xe tại đường Nguyễn Văn Linh, đại diện phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt PC08 công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong chiều ngày 18 tháng 4, đội cảnh sát giao thông Nam Sài Gòn đã truy đuổi bắt giữ một trường hợp nhưng người vi phạm đã bỏ chạy và đơn vị này đã tạm giữ xe máy không có gương chiếu hậu, không có biển số xe, sử dụng pô không có bộ phận giảm thanh. Riêng nhóm thanh thiếu niên tụ tập dàn hàng ngang trên đường Trường Chinh để so kẻ tốc độ, đội cảnh sát giao thông An Sương đã truy đuổi, giải tán, bắt giữ được một nam thanh niên 17 tuổi quê ở tỉnh Thừa Thiên Huế cùng với xe máy. Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt nam thanh niên này với các lỗi đi xe ngược chiều, không gắn biển số, không có đăng ký xe, điều khiển phương tiện không đủ tuổi. Ngoài ra, đội cảnh sát giao thông An Sương sẽ mời nam thanh niên này và người giám hộ hợp pháp đến trụ sở để lấy lời khai, củng cố hồ sơ để làm cơ sở xử lý.